Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông đã cướp đi niềm vui, hạnh phúc của gia đình chị Dương Thị Bính ở số 3 đường Ngọc Tuyền, khu 10 phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương và để lại những nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp được. Chương trình Nhân ái giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với Công an tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải kỳ này đến chia sẻ và động viên gia đình chị Dương Thị Bính. Khi chương trình Nhân ái giao thông đến thăm gia đình chị Dương Thị Bính, nét tang thương vẫn in đậm trong ánh mắt của bốn mẹ con chị Bính. Có lẽ mẹ con chị Dương Thị Bính không thể nào quên được ngày định mệnh. Ngày 16 tháng 3 năm 2024, trên đường đi làm đến gần cổng trường tiểu học Trần Quốc Toàn, ông Hoàng Văn Hưởng tránh hai cháu nhỏ chơi cầu lông ở đường thì va phải xe ô tô đang đỗ ở lề đường. Khi ông Hưởng ngã thì có một xe ô tô đi chiều ngược lại không làm chủ tốc độ đã gây tai nạn. Tai nạn làm ông Hoàng Văn Hưởng đa chấn thương nặng. Sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện, ông Hưởng đã mất. Tai nạn quá nặng vì là đa chấn thương, vừa phổi, vừa lá lách, vừa gan. Tất cả mà nói chung là nặng, đa chấn thương là nặng. Thì nói chung là vừa mất người mà vừa mất kinh tế cũng thiệt hại cũng rất nhiều. Trên 400 triệu. Mẹ con tôi cũng cố gắng vay mượn để chạy chữa cho nhà tôi nhưng không qua được. Nhà tôi bây giờ rất là thiệt thòi. Bây giờ không biết chỗ có cái trụ cột vững chắc thì bây giờ không còn. Căn nhà đầm ấm, yên vui bỗng trở nên lạnh lẽo, thắp nén hương cho người đã khuất, nỗi lòng người ở lại nhói đau. Nỗi đau khôn nguôi này sẽ theo mẹ con chị Dương Thị Bính suốt cuộc đời. Tai nạn giao thông này nó cũng không ai là mong muốn cả. Như trường hợp của bác Hưởng ấy, thì đang là trụ cột trong gia đình. Đấy. Thế nhưng mà không may là bị tai nạn và đã qua đời. Thì điều này thì chính quyền địa phương cũng rất là chia sẻ với gia đình. Đấy, nó đã gây cái thiệt hại rất lớn về cả về kinh tế, tài chính đến gia đình, ảnh hưởng đến gia đình rất là nhiều. Qua sự việc của chỗ nhà bác Hưởng, gia đình nhà mình ấy, thì đề nghị gia đình cũng tuyên truyền cho mọi các cái thành viên trong gia đình. Đấy, đấy là một việc để mà phòng tránh, để tránh cái tai nạn giao thông có thể xảy ra. Người ra đi, người ở lại và kèm theo đó là nỗi đau về tinh thần, nỗi khó khăn vất vả về kinh tế. Nhìn cảnh nhà chị Dương Thị Bính phần nào thấy được bức tranh ảm đạm về hệ lụy phía sau mà tai nạn giao thông gây ra. Hậu quả đau lòng từ các vụ tai nạn giao thông vừa tức thời vừa âm ỉ. Dù các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp từ phạt nặng cho đến tuyên truyền, nhưng con số người chết, người bị thương mỗi năm vẫn khá cao. Hôm nay thì đại diện của Công an tỉnh Hải Dương là phòng giao thông kết hợp cùng với đài truyền hình của tỉnh Hải Dương và công ty Thái Quang Đông Hải đến thăm nhà bác Dương Thị Bính. Thì bác có chồng là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thì trước tiên là rất là chia sẻ với lại mất mát của gia đình nhà mình. Thông qua những trường hợp tai nạn giao thông thì Công an tỉnh Hải Dương nói chung và phòng giao thông riêng cũng mong muốn là mọi người khi tham gia giao thông thì đảm bảo an toàn, đi đúng làn đường, phần đường quy định và cái thứ hai là chấp hành đúng luật lệ giao thông và các quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông. Chia sẻ và động viên gia đình chị Dương Thị Bính vượt lên nỗi đau, ổn định cuộc sống, chương trình Nhân ái giao thông hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 6 năm thực hiện chương trình Nhân ái giao thông, những câu nói có lẽ giá như cứ lặp đi lặp lại của các nhân vật trong câu chuyện của những người làm chương trình Nhân ái giao thông. Thiết nghĩ trên cung đường mình, mọi người đang đi, không biết đã có bao nhiêu người phải ra đi, phải mang thương tật suốt đời chỉ vì sự bất cẩn của người tham gia giao thông không chấp hành đúng luật. Điều mà chúng tôi muốn gửi tới mọi người khi tham gia giao thông là phía trước, phía sau tay lái đều là sự sống.